Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Đỗ Thị Hà và Lương Thủy Linh bị chỉ trích vì nhảy lại câu nói liên quan đến scandal năm nào của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Tôi không ghi âm, ông Yên không ghi âm, vợ ông Yên càng không ghi âm, thì ai là người ghi âm? Tôi không ghi âm là câu nói hot trend trên TikTok những ngày qua. Câu nói này bắt nguồn từ drama tình tiền của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ từng gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Dạo gần đây, câu chuyện năm xưa bỗng dưng hot trở lại, những đoạn clip tranh luận của Hoa hậu Phương Nga trên phiên tòa viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Công chúng liên tục chia sẻ rầm rộ và đạt độ viral cực lớn. Không ít người cho rằng Trương Hồ Phương Nga vô cùng mạnh mẽ khi đứng trước tòa mà vẫn nói ra đâu đó mọi lý luận. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mới đây Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Lương Thùy Linh đã cùng nhau quay một clip TikTok để bắt trend mang phản biện của Trương Hồ Phương Nga năm nào. Tôi không ghi âm, ông Yên không ghi âm, vợ ông Yên càng không ghi âm, thì ai là người ghi âm? Hai đàn hậu dùng câu nói của Trương Hồ Phương Nga để ghép vào clip. Tôi không ghi âm, ông Yên không ghi âm, vợ ông Yên càng không ghi âm, vậy ai là người ghi âm? Chị Phương. Đáng chú ý, hành động này của Đỗ Thị Hà và Lương Thùy Linh nhận về luôn ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng cả hai đang đùa kém duyên với đàn chị, số khác lại khá thoải mái nhận xét rằng Đỗ Hà và Lương Thùy Linh cũng đu trend như bao người. Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích hành động trên của hai đàn hậu. Mình thấy hơi vô duyên. Người bình thường không sao, nhưng cương vị đó thì thua. Bắt trend thì cũng nên chọn trend để bắt chứ các bạn rồi, cứ trend là lao vào hết à. Đu trend không ai cấm, nhưng hoa hậu đu theo thì dở rồi còn gì. Một người dùng chia sẻ, người khác có thể cover vui vì xu hướng nhưng bản thân là hoa hậu thì nên tinh tế một chút. Không ai cấm giỡn nhưng đừng đăng công khai. Hoa hậu ngày xưa gìn giữ ý tứ nhẹ nhàng thùy mỹ nết na, hoa hậu ngày nay lố quá thành quá lố. Một khán giả khác nhận xét, xem xong clip hết cảm tình luôn với hai cô hoa hậu. Một tài khoản viết, toàn có học thức mà lại đu trend kém như thế. Một người bình luận, học cái gì không học, học ba cái thứ nhố nhăn, rồi người ta chửi cho. Tuy nhiên, một số khán giả khác lại có cái nhìn khách quan và tích cực hơn để bàn luận về video này. Chả lẽ hoa hậu không phải là người, mà người thì có quyền được giỡn, đu trend chứ? Hay, người trong cuộc còn chưa lên tiếng mà nhiều người đã phán xét, cảm thấy video chẳng có vấn đề gì hết. Hiện tại, sau khi nhận bão từ dư luận, Hoa hậu Đỗ Hà đã nhanh chóng xóa đi đoạn video trên. Vốn là người có công chúng, các nàng hậu cần phải cân nhắc và cẩn trọng hơn trong những hành động để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Tháng 3 năm 2015, cả làng giải trí Việt rúng động khi Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga dính ồn ào hợp đồng tình tiền với đại gia Toàn Mỹ. Người đẹp 8X bị cơ quan điều tra tạm giam một thời gian dài để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 29 tháng 6 năm 2017, Hoa hậu Phương Nga chính thức được tại ngoại sau 2 năm 3 tháng 10 ngày bị tạm giam. Việc chuyện cũ bỗng dưng hot trở lại, bản thân trở thành người được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội, khiến Trương Hồ Phương Nga khá bất ngờ. Cô cảm thấy vui khi mình được mọi người yêu mến, ủng hộ. Dù trở thành đề tài của cư dân mạng, nhưng thực tế công việc hiện tại của nàng hậu không bị ảnh hưởng nhiều, cô vẫn đi làm bình thường. Không còn hoạt động nhiều trong showbiz, nhưng vốn đã quen với áp lực dư luận, Trương Hồ Phương Nga còn tiết lộ cách để mình đối mặt với những lời khen chê. Cô hiểu không phải ai cũng yêu thích mình, người đẹp khẳng định rất trân trọng những ai dành tình cảm tốt cho mình và sẽ xem xét những góp ý từ người chưa thiện cảm với mình để sửa đổi tốt hơn. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.